bên kia bờ ảo vọng chương 2 phần thứ sáu khi trần phương về tới nhà ông thấy cô ngọc minh đang đối thoại với bà vợ cô tô son chát phấn khá nhiều bận tấm áo đỏ theo rồng trước ngực chiếc quần jean nhung trắng bó chặt cặp đùi đôi guốc lênh khênh sơn nhũ trắng cô kêu to anh phương chờ anh nửa giờ rồi đấy nhé nhạc sĩ đáp xin lỗi tôi bận chút việc ông vào phòng thay áo để tránh cảm giác khó chịu và cáu kỉnh rất vô lý ngọc minh là một trong những người đàn bà nổi tiếng khắp thành phố cô tin rằng mình trẻ trung tài ba xinh đẹp chính niềm tự tin bất thường ấy đã khơi gợi nỗi tò mò ở đàn ông giống loài cò dướm bập bềnh giữa dòng nước làm dấy lên một khúc mắc trong lòng họ cần phải lôi ra xem đó là thứ cây gì. Trần Phương không thiếu những người đàn bà xinh đẹp si mê, và chăng đã quá từng trải nên ông không còn tò mò như đám đàn ông khác, nhưng ông vẫn muốn duy trì thêm một trong số những người ngưỡng vọng mình. Và chăng hơn niềm vui thú ấy, cô là người đang tranh đấu quyết liệt cho ông được trở lại cương vị cũ. Nhạc sĩ cài khuy áo pyjama, trở lại phòng khách Ngọc Minh ngẩng lên nhìn ông. Em vừa bàn với chị Hoa về việc của anh. À, ra thế. Ông nghĩ bà ấy có thể bình tĩnh tiếp chuyện của ta được. Mọi việc đúng như em dự đoán mà còn có thể lạc quan hơn. Lẽ ra chiều nay anh phải ở nhà trồ tài nội trợ để phục vụ vợ và khách quý. Bà ngoại cổ nói với cô phóng viên. Cả ngày hôm nay, anh ấy bắt chị ăn xôi trắng với lạp sườn em xem có tệ không trần phương quay mặt đi để khỏi nhìn thấy nụ cười của vợ tôi làm sao mà biết được anh phương này cô ngọc minh sốt sáng nói những gì phải làm cho anh em đã làm hết bây giờ có một việc cần tới chính anh anh có thể gặp anh lưu vào đầu tuần tới được không ai lưu hả nhạc sĩ nói với giọng khinh miệt đấy là chàng thư ký cho vị lãnh đạo trước kia đã từng là bạn ông khi cả ông ta và ông đã là các cán bộ đại đội đeo súng ngắn ngang hông dẫn các đoàn văn nghệ xung kích lên tiền duyên phục vụ mặt trận thằng cha lưu này còn là một cậu bé gầy guộc ghè lờ đầy người mũi rãi tanh lợm, suốt ngày quanh quẩn trong bếp cậy cháy và nướng sắn ăn lưu là đứa con nhặt được của một chiến sĩ trong trận càn bố mẹ nó đã chết hết nên anh ta đưa nó đi theo dọc đường ra mặt trận anh phải gửi cậu bé mồ côi vào cơ quan tuyên huấn may gặp chị cấp dưỡng quá bụa lưu được nhận làm con nuôi là bạn đồng nghiệp với ông nó cần nói chuyện với ông và ông phải lên gặp mặt nó cảm giác phẫn uất khiến nhạc sĩ nghẹn họng mắt ông tối sầm đáng lẽ Chính anh ta phải tiếp chuyện mình thay vì cử thằng nhãi con lên chiến khu cho biết hết mặt chữ cái. Lòng ông đầy ứ căm tức, nhưng ông nhếch môi cười. Cảm ơn. Cô phóng viên nhìn ông gặp. Thế nào anh? Cảm ơn cô. Anh gặp anh Lưu nhé. Tôi sắp đi các tỉnh phía Nam. Các tỉnh phía Nam đi lúc nào chẳng được. Vừa ông chen vào anh là mất công của cô Minh, cô ấy đã lặn lội. Xin lỗi, tôi bận. Trần Phương cắt ngang lời vợ với vẻ mặt lạnh lùng, rồi ông đứng lên, tim cốc rót nước lạnh uống. Hai người đàn bà im lặng nhìn nhau, cô phóng viên rút trong sắc ra một gói hạt dưa, cắn tí tách. Vợ ông đến tù chè, gấp mơ ngâm từ lọ này sang lọ khác, cái công việc bà đã làm không mệt mỏi từ 6-7 năm nay. Uống nước xong, nhạc sĩ quay lại bàn ngồi. Cô phóng viên nhìn ông với đôi mắt tô vẽ, đờ dài. Anh cứ gặp anh Lưu đi. Cô nài nỉ, chỉ cần một buổi sáng thôi, mọi việc sẽ tốt lành. Em đảm bảo với anh là như thế. Ở đời, đôi khi người ta cũng phải hạ mình một chút chứ. Em ngỡ rằng anh từng trải hơn em. Vợ ông cũng ngoái cổ lại chêm vào Làm sao có thể chọn tất cả những người cộng sự theo ý mình Họa chăng con là kén vợ, kén chồng Trần Phương cúi đầu Một ý nghĩ gầm thét trong óc não Chính cô Cô là sự kén chọn tồi tệ nhất Mà số phận đã gieo xuống đầu tôi Cô là sự nhầm lẫn kinh khủng nhất trong đời Bà Hoa không biết những ý nghĩ đang thầm lén này sinh dưới bộ tóc đen như lông quả của chồng. Bà tiếp tục thuyết phục ông. Anh thiếu lòng kiên nhẫn. Trong nghề ngoại giao, kiên nhẫn là đức tính số một. Không có điều kiện tiên quyết ấy không thể làm được việc gì. Hãy nghe em. Đi gặp cậu Lưu đi. Tuần sau, người khỏe hơn em sẽ lên gặp chú. Cô phóng viên chìa tay ra. Đấy, anh xem, Lực lượng ủng hộ anh mạnh mẽ thế cơ mà Đừng cố chấp mà hòng việc Chỉ cần mềm dẻo chút xíu thôi Anh sẽ thắng Cảm ơn cô Tôi bận Nhạc sĩ đáp Vẻ chán ngán lạnh lùng Cô Ngọc Minh ngồi im lặng vài phút nữa rồi cáo từ Trần Phương đứng dậy tiễn cô xuống cầu thang Giữa những bậc thang cót két Ông chợt thấy tim nhói lên đau đớn Núi tiếc vật gì vừa vụt khỏi tay một con cá tươi rói quẫy xuống ao một bông hoa rớt xuống dưới bánh xe một cô gái đẹp bị tước đoạt cảm giác tiếc nuối xót xa tăng dần theo mỗi bậc thang đi xuống trần phương dường như nghẹt thở một làn gió thốc từ dưới sân lên khiến ông rùng mình rồi ông chợt liên tưởng tới làn gió lạnh lẽo của phương bắc mùa đông mình già rồi chăng ý tưởng ấy nảy sinh như tia chớp rạch nát cả bầu trời tâm tưởng và cùng với nó niềm hối tiếc cuồng dại trồm lên với con ngựa trong ông hí những tiếng dài man rợ không con tuấn mã đời ông không thể dã từ núi non sông hồ đồng cỏ trong im lặng và ông không thể chìm trong bóng tối của lãng quên nhẫn nhục như thế này một lần nữa chiếc moscovich trắng lại lướt qua mắt ông gã lái xe mở sẵn cửa chờ bộ mặt gã khiến ông muốn điên lên nó trơ trơ, u lì không sắc thái. Tới chân cầu thang, cô phóng viên chợt thấy bàn tay nhạc sĩ đặt lên vai mình. Cô hãy thông báo cho cậu Lưu. Thứ ba, tôi sẽ lên. Ngọc Minh ngoái lại nhìn ông, dường như ngờ vực. Khi đã hiểu rõ, cô chụp lấy hai bàn tay ông mà lắc. Có thế chứ, không lẽ anh lại làm em toi công? Trần Phương cười khẽ nói tôi quý cô cô mới nhà rồi ông đứng đó chờ cô đẩy chiếc honda 50 khỏi sân nổ máy chiếc xe chờ cô phóng viên cua nửa vòng tròn rẽ ra đường trong nháy mắt nó hòa lẫn vào dòng người đông đúc của phố xá tối nay là tối chủ nhật ông nghĩ vơ vẩn nhưng những ý nghĩ lông bông ấy không làm ông quên được một nỗi hèn mọn vừa nhen lên mình làm sao thế này thật ngớ ngẩn cái thằng lưu ấy chỉ là một hòn sỏi dọc đường đi. Nhưng ông vẫn bứt rứt, trạng thái của một khung trời trồng chất mây rông mà chưa tới lúc đổ mưa.